cây cải trời, bí kíp điều trị bú cổ, bú giáp cực hay. Cây cải trời là một vị thuốc nam có tác dụng điều trị bệnh bú cổ. Cải trời có thể được coi là giải pháp điều trị mới cho những bệnh nhân mắc bú cổ, bú giáp hiện nay. Cây cải trời còn có tên gọi khác là cây cải ma. Loài cây không xa lạ với chúng ta. Đây là một loài cỏ dại mọc hoang rất là nhiều ven đường và các vùng đất hoang, các vùng đất trồng hoa màu. Một điều bất ngờ với chúng ta đó là loài cỏ dại này là một vị thuốc rất quý, có tác dụng điều trị bệnh bú cổ cực kỳ hiệu quả. Và đặc biệt, đây chính là giải pháp đơn giản nhất trong điều trị bệnh bú cổ mà không cần phẫu thuật. Bộ phận dùng của cây cải trời gồm có lá, thân, rễ đều dùng được làm thuốc. Thành phần hóa học: trong cây cải trời có một lượng nhỏ tinh dầu màu vàng, ngoài ra còn có một số hợp chất như là camphora và xenon. Tính vị có hơi đắng và mùi nồng, tính bình. Công dụng: điều trị bệnh bú cổ, làm tan bú giáp, điều trị bệnh lở ngứa ngoài da, dùng ngoài da. Đối tượng sử dụng: bệnh nhân bú cổ, bú lành, bú cường giáp, bú pass down, người bị mẩn ngứa ngoài da. Và cách dùng, liều dùng như sau. Điều trị bệnh bú cổ: ở bài viết này thì chúng ta sẽ chia sẻ cách điều trị bằng cây tươi. Tuy nhiên, nếu không có cây tươi thì chúng ta dùng dạng cây khô sắc uống vẫn có hiệu quả tương tự. Cách sắc uống: cải trời khô 30g, cây tươi thì khoảng 100g, cây xạ đen 30g, đun với 1,5 lít nước uống hàng ngày, kiên trì dùng trong thời gian từ 1 tháng trở lên sẽ có hiệu quả. Cách nấu cao: ngoài cách phổ biến là sắc uống, ta cũng có thể dùng cây cải trời nấu thành dạng cao lỏng để sử dụng tiện lợi hơn. Cây cải trời cũng cho hiệu quả tương tự. Điều trị lở ngứa ngoài da: đun cải trời lấy nước tắm hàng ngày, hiệu quả sau 3 đến 4 ngày sử dụng. Ngoài ra thì lá cải trời có mùi thơm, thường được dùng thu hái làm rau luộc ăn hoặc nấu canh với tép, cá. Ở Sava, người ta cũng dùng chòi non nấu canh ăn. Người ta dùng toàn cây làm thuốc trị tràn nhạt, nhọt lở, cầm máu vết thương, trị băng huyết, chảy máu cam. Cũng cùng trị tức ngực, yếu phổi, ho có đờm, táo bón, mất ngủ, đái vàng và nóng. Ở Ấn Độ, người ta dùng lá cải trời để trị đau bụng và để lọc sạch nước uống. Ở Malaysia, người ta dùng cây để xua đuổi sâu bọ nhờ tinh dầu thơm. Còn ở Ấn Độ thì người ta dùng cây để trị giun. Ở một số nơi, người ta dùng cây giả và vứt xuống nước để làm thuốc vuốt cá. Và liều dùng hàng ngày khoảng 30g dạng thuốc sắc, dùng riêng hoặc phối hợp với bồ công anh, kim ngân hoa, lá sen, cành tầm dược, ngũ gia bì, cam thảo. Cũng có thể nấu thành cao sệt, uống lâu ngày, mỗi ngày độ 2 thìa canh pha với nước, dùng ngoài làm cao dán. Một loài bài khác khác cũng được gọi là cải trời, cải ma, cỏ dại, cũng được dùng làm thuốc giải độc, chữa mụn nhọt và cầm máu vết thương. Theo quan niệm của người dân nông thôn thì cải trời là loài rau ăn nên thuốc. Dân gian cho rằng cây cải trời trị được mụn nhọt, lở ngứa, chảy máu cam, viêm phế quản. Theo đông y, cải trời có vị đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng giải độc, tiêu viêm, cầm máu và sát trùng. Người nông dân sau một ngày mệt mỏi chuyện đồng áng, có cảm giác như muốn bệnh, thường nấu canh cải trời với cá trê trắng, ăn để giải cảm rất hiệu quả. Chỉ có vậy, không cần thuốc men gì, hôm sau họ lại ra đồng cày tiếp. Cá trê kết hợp với cải trời là món ăn vị thuốc tốt cho những trường hợp cơ thể đang suy yếu, người bệnh mới hết.
Bấy nhiêu công dụng đó cũng để thấy không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi loài rau mọc hoang đó là rau cải trời, là của trời cho. Cây rau cải trời có giá trị dinh dưỡng tốt, không có chất độc gây phá hủy hồng cầu làm hại máu. Nhưng vì cải trời có chứa ít chất sắt, cho nên nếu ăn lâu dài thì cần phối hợp rau tàu bay với những loại rau khác chứa nhiều chất sắt như bí đỏ, rau muống. Cải trời có vị đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng thanh can hỏa, giải độc, xe da, tiêu viêm, tán uất, tiêu hòn cục, cầm máu và sát trùng. Thường dùng cả cây phơi khô làm thuốc trị cảm sốt, hạ nhiệt, kích thích tiêu hóa và lợi tiểu. Dịch lá trừ dung, thu nhiễm, giả đắp trị mụn nhọt. Cây cải trời có chứa hàm lượng chất xơ vô cùng phong phú, nên có tác dụng rất tốt trong việc nhuận tràng, hạn chế quá trình hấp thu chất béo. Vì vậy, đây là loại thực phẩm vô cùng hữu ích cho những người béo phì hoặc đang muốn giảm cân. Cây cải trời còn chứa một lượng lớn các loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, vitamin C, mà những vitamin lại có tác dụng trong việc chống oxy hóa, khử gốc tự do. Là người miền Tây thì chắc hẳn không ai biết loại rau quê mùa này, cũng như là ai cũng biết vì sao nó có tên rau cải trời. Đó là cải mọc thẳng, chẳng có ai trồng, cứ tàn rồi lại lên theo bao mùa mưa nắng, nên nhân gian hay bảo đây là cải của trời cho, và cái tên cải trời cũng từ đó mà ra. Và từ lâu năm, cải trời gắn với những bữa cơm bình dị của người miền Tây, với những món ăn vừa lành vừa mát nên rất là nên thuốc. Cải trời vốn họ Cúc, thân hơi cứng, lá sờ vào hơi nhám và có lông tơ mịn, nơm xa giống như một loài cỏ mọc lẫn trong đám cỏ vườn nhà. Cải trời vốn mọc hoang, thích đất hơi ẩm nhưng có ánh sáng. Lạ lùng là những trời nắng chang, cải vẫn tốt tươi. Rồi chờ đến khi có vài trận mưa thì cải sẽ thêm phần mơn mởn và tốt xum xuê. Nếu để lâu không hái, cải sẽ già, vượt lên cao và bông này khi khô, được gió phát tán, cứ thế gieo trống tự nhiên khắp vườn. Cây cải trời có thể dùng ăn sống, chấm với các món kho, nhất là mắm kho. Có người còn kẹp ăn chung với mắm tép, mắm cá. Cải trời ăn sống thì giòn, có vị hơi nhân nhẫn và mùi thơm riêng đặc trưng. Nếu không ăn sống thì đem cải đi luộc, đôi khi chấm tương chao thôi cũng đủ thèm, nhưng ngon nhất có lẽ là nấu canh. Cải trời có thể nấu canh tập tàn cùng với các loại rau quê khác như là rau má, bồ ngót, rau dền, mồng tơi, hoặc là cải trời sắc nhuyễn nấu riêng với tôm khô, thịt băm, thậm chí không cần gì cả, nấu với tóp mỡ cũng được. Ăn lúc nóng cũng ngon, mà lúc nguội thì càng thêm mát. Phần lớn thì rau cải trời ở thành phố đều là rau trồng, sử dụng phân bón nên các bạn phải rửa rau cho kỹ. Còn ở miền quê của chúng ta thì nó tự mọc hoang cho nên là không có phân thuốc nhiều thì rất là an toàn. Mình đã chia sẻ với các bạn về công dụng của cải trời cũng như là về tác dụng trị chữa bệnh bú cổ là chính của rau cải trời, rất là hay. Và các bạn thấy hay, hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog mà ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.